Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì có thể ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng hình cái chuông để cập nhật sớm nhất những hàng sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về được 10 con đẩy nguồn xung công suất lớn, hàng chuyên dành cho anh em sự kiện. Mã này là mã LT1002. Đấy, cái mã này là mã 1002. Đợt trước mua cái mã 1000 ấy, nó lẻ về được 2 con, thế là nó tính như cái giá đẹp. Còn như bên kia là mua những cái hàng nguyên cả lô này thì nó sẽ tính theo cái giá bình thường của những cái hàng đấy. Đấy, thì trước khi giới thiệu em thông báo luôn là cái con này giá là 6 triệu bao ship cho anh em nhé. Giá 6 triệu bao ship, bao đẹp, bao zin. Đấy, mặt mũi rất là đẹp và ruột gan thì cũng nói chung là mới 90% luôn. Tại vì bây giờ nhà em chỉ có một quả xúc kép thôi, mà quả này là em lắp hẳn hai cái bát từ 28 côn 125 nhé, em lắp em chơi thì em không bán. Em thử từ một kênh một cho anh em xem. Đấy, em thử nhé, đấy em thử một kênh một đây, một kênh độc lập thôi. Nếu mà chập brit thì sẽ phải đấu vào hai kênh đỏ, đấy mới là dồn cả tổng máy. Khi mà đánh tổng máy thì mở lên đấy, khi anh tổng máy mở lên thì cả hai cái đèn này nó phải sáng cùng. Đấy, anh em nào mà trong nghề ấy, thì nhìn đây phát là biết là chắc chắn em đấu một kênh một luôn. Đấy, đấu một kênh này có nghĩa là em sẽ đánh một kênh này, sẽ đánh một quả xúc kép. Con đẩy này em sẽ bao cho anh em chơi xúc kép côn 100 nhé, chơi xúc kép từ 22 côn 100. Anh em nghe kỹ giúp em nhé, chứ không thì em đã nói kỹ ở trên đây rồi anh em lại cứ gọi điện hỏi có chơi được xúc kép côn 125 không, nó mất thời gian ra. Con này nó sẽ hợp nhất là đánh full đôi côn 100, tại vì cái mạch cửa hát này đánh full tiếng sáng tiếng hay. Đấy, đánh full đôi thì nói chung là đánh nhấc người luôn. Còn xúc kép 50 vẫn đánh ok. Đấy, tổng cộng là em hôm nay là em về được chục con. Anh em là hôm nào hỏi em hết hàng thì hôm nay liên hệ lại cho em nhé. Đấy, con nào cũng như con nhà cũng như con nào, tất cả ruột gan với lại bên ngoài bên trong là sạch tinh sáng bóng, zin nguyên bản hết. Đấy, tổng công suất là 5.800W, còn cái con TSG trên em bán là tổng công suất là 6.000W. cái tổng công suất nó chênh nhau 200W thì chia ra nó không đáng kể bao nhiêu đâu. Con này nó rơi vào tầm 1.450W một kênh ở 8 ohm, còn con TSG thì nó 1.500. đấy, nói chung là nó như nhau luôn, nhưng mà cái độ mới của con này nó cao hơn, chắc chắn là dùng nó sẽ sướng hơn. Rồi 6 triệu bao ship nhé. Anh em nào mà mua thì cọc cho em 300.000 tiền cước vào tài khoản, rồi em ship code. Hàng đến thì anh em có thể gọi cho em bảo một câu là nhân viên nó sẽ phải đồng ý cho mình tháo ra xem ruột gan. Đấy, giờ em test đẩy lên, em cứ test cái thể loại chỉ mở độc mình tiếng súp không thôi thì chắc chắn là không bao giờ bị dính bản quyền nữa. Thế này thì chắc chắn là không bị dính bản quyền rồi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.